Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã ngang nhiên đưa máy xúc, xe tải vào đào đải vàng trái phép tại di tích danh thắng Thác Trắng, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tại hiện trường, một nửa quả núi gần như bị đào bới, cào nát. Hàng chục hecta rừng núi bị chia ra nhiều khu vực với lán trại tập kết máy móc, hóa chất ở khắp nơi, chứng tỏ việc hoạt động này đã diễn ra trong thời gian dài. Các đối tượng còn phá rẫy cây keo của người dân để mở đường vào bãi vàng. Khi người dân ý kiến thì đe dọa. Rải cây của phù nữa đó, mà có người dọn nào cánh đi. Có gì? Không có cái đường của mình, không đường bồn. Nó bắt đầu, cái phù nói không đòi đánh. Không đòi đánh là mới kinh chứ. Cái trời phù không có cây phù ro được. Cái phù mới lần đang mực ló là phù lần cho con con. Mực ló là đường của đường, chân cũng lộn lộn trong đó. Hơn một năm trước, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định có khoảng 50 đối tượng cầm đầu tổ chức cho hơn 500 người thường xuyên khai thác vàng trái phép tại đây. Toàn bộ chúng tôi đi quét là toàn bộ những người làm thuê, người ta bỏ, người ta chạy đó, rất khó hiểu là xử lý hành chính. Còn phải có những chuyên án cụ thể điều tra là ai chủ trong nó, ai đứng hợp đồng lao động sai mái, ai thuê, thì cái này thì chắc chắn là lực lượng mình công an người ta phải làm. Tình hình khai thác vàng trái phép ở Thác Trắng nói riêng, cũng như trên địa bàn xã Tam Lãnh nói chung, rộ lên từ khi công ty khai thác mỏ vàng Bồng Miêu dừng hoạt động. Sau nhiều lần, tỉnh Quảng Nam đề nghị, tháng 3 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Đến tháng 8 năm 2022, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để đóng cửa mỏ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.